ัสดีค่ะสิ้นเจ้ามือเงยสิ้นเจ้ามือเงยลาเมืองเอ้ยพมนายแอมเจี๊ยบแซ่เดือแม่หวายแอมแอมหายน้ำมือเงยดีและลำหัวชิ้วน้ำมือเงยตาแซ่ดีจอแม่ดีเบนท้ายละเจยโวยแอมเจี๊ยบหวายโจเอ๋ยถึงเบนท้ายน้ำมือเงยลาแม่หวายแอมเกินไฟลำเนี่ยลาก็ในกว่าลูกซอคงเกินไฟลำน้ำมือเงยลาลูกซอก็หัวชิ้วไฮกุ๊กติกเนี่ยมีเงยก็ไหนกว่าเวียดนามเนี่ยแล้วก็ไหนกว่าเบนท้ายเนี่ยมีเงยลาบุยเงยน้อยล่ะลูกซอคงฝ่ายก้อนถัดกว่าแอมเจี๊ยบเนี่ยมีเงยแอมเจี๊ยบแซ่บวนลำเนี่ยมีเงยหลานลูกซอล่ะก้อนถัดกว่าแอมเจี๊ยบอะไรเงินๆอ่ะบัตรก็ซุ้มเงาเกลือก็ซุ้มเงาวะโอเคมีเงยอมนายตาบะเดาดีหลามหัวชิ้วเนี่ยมีเงยและแอมเจี๊ยบก็กระเจี๊ยบไฮแอมเจี๊ยบแซ่ควายจอมวยเงยแซมเนี่ยหอมในก็หลามหัวชิ้วจอแหมโวยแอมหายทนน้ำมวยเงยหลาไอ้ต้วนหลามก็วีซ่าก็หัวชิ้วเป็นท้ายเลยน้ำมวยเงยกุ้งฝ่ายหลามเนี่ยโอเคแซ่เด้นเลยแซ่เด้นเลยตาดีเถอยตาดีเถอยน้ำมวยเงยโอเคตามไปก่อนนะตาดีเถอยตักเซ็ตโตมวยเงยเอ้ยโอเคแอมเจี๊ยบไปเสิร์ฟแซ่ดีหน่วยน้ำมวยเงยแล้วก็แซ่ไอ้ระบักเด้นย่อมมือเงยโอเคเอ็นเจ้าแซ่เดียวของจังมาเลยđảm bảo sản xuất kinh doanh thông suốt trong điều kiện dịch bệnh.Cái này là ta đang đi xe nhá mọi người. Anh Tuấn. Việc ba tại chỗ. Mặc dù là cái dịch diễn biến phức tạp và thậm chí là nguồn hàng cũng rất khó khăn nữa. Cửa hàng nào của công ty. Mẹ ơi. Bao nhiêu phút ta đi ta đến hả mẹ? 30 phút nữa đó mọi người. Ta cập đến ở trong làm cái hoàn chiếu nhá mọi người. Nhìn đấy Tuấn. Cắt tóc là còn muốn cười. Này. Cắt tóc như con cá mà. Bốn mẹ con đang chờ làm cái vì hỏa chiếu nhá mọi người. Đã này đang đang chờ uống phải thuốc kia mọi người. Đang chờ uống đó. À Tuấn. Bà có nữa. Bố cho con. Bí à? Đúng rồi. Từ từ hỏi bà. A few moments later. Ok, ba mẹ mẹ con ta làm xong rồi nó 10 ngày. Tí chờ 10 ngày là họ ngửi đến nhà ta đó 10 ngày ta chờ lấy ở trong nhà nha. Bây giờ là ta về nhà nha mọi người. Nó về nhà. Về nhà làm cơm ăn. Đó. Hôm nay tối quá nha mọi người. Ok, ta bắt đầu đi xe nha mọi người ơi. Đó. Giấc ngủ. Giấc ngồi cần mẹ. Đi nào về à bố? Bây giờ ta về nhà thôi. Tối rồi. Ok mọi người ơi, thì Châu với em Chép đã đi đưa mẹ chồng và em Hải đi làm hộ chiếu xong rồi nhé cả nhà. Thì Châu đã được giấy biên nhận rồi, giấy hóa đơn rồi. Thì chỉ trong vòng 10 ngày là mẹ sẽ lấy được hộ chiếu. Và báo cho cả nhà một tin vui là sắp tới gia đình Châu sẽ tổ chức một chuyến du lịch sang Thái Lan. Thì Châu sẽ đưa gia đình Châu là bố mẹ Châu và con trai của Châu và em trai của Châu đấy, thì cả gia đình Châu sẽ làm một chuyến du lịch sang Thái Lan để thăm ông bà ngoại là bố mẹ của Chép đấy, bởi vì cũng đã nhiều năm rồi gia đình chưa được gặp nhau, nên là nhân tiện lần này Châu về thăm con trai thì sẽ đưa bố mẹ với lại em với lại con trai của Châu sang để vừa đi chơi, đưa bố mẹ đi nghỉ ngơi rồi gặp gỡ với lại nhà ngoại. Thì sắp tới cả nhà sẽ được đón xem những cái clip rất là vui nhộn, rất là mới mẻ, đó là gia đình nhà nội Việt Nam gặp nhau với lại gia đình nhà ngoại Thái Lan, hai gia đình gặp nhau ở Thái Lan và đưa nhau đi chơi. Chờ đến ngày ta được một chiếu rồi ăn tiếp sẽ đặt
vé máy bay các kiểu là đi sang ở bên Thái á, mình cần phải đặt phòng cách ly ở bên Thái một ngày này nó kia, làm cái từ nó kia mình phải là em chia sẻ đi kia đình quả ai cho đi khám phá ở bên Thái, đi thao veo, đi xem này nó kia, đi xem cái su ở bên Thái, đi tam biển, đi ăn cơm ở bên Thái, là đi gặp kia đình nhau, là đi khám phá đi nhiều chỗ nhá mọi người, là ta đi đi chơi được vui vẻ nhá. Em chép xem luôn, làm như thế ạ. Thì hiện tại vẫn chưa đi nhá cả nhà, tức là khoảng tầm gần một tháng đấy nhá, nhưng mà vì là cho với em chép có cái tính là mình phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cả nhà, cho nó xong xuôi đi, rồi đến ngày mình chỉ việc bay thôi. Đúng không rồi. Là mỗi lần ngày trước khi mà mỗi lần cho đi là gần đến ngày nó hay xảy ra vấn đề lắm, nên là cho thường thường là cho sẽ sắp xếp mọi việc cho nó xong xuôi đi. Đấy. Đúng rồi. Mọi thứ xong xuôi, làm giấy tờ các kiểu rồi chờ đến ngày là bay. Ok, có gì rồi gần đến ngày rồi cho sẽ thông báo cho mọi người biết nhé. Không phải xa, không phải gần xa này, là gần 25 tháng 6, thì là cũng gần một tháng, gần một tháng. Nhiều cái ở bên Thái Lan thì cho sẽ đưa bố mẹ cho đi khám phá, em chắc cũng sẽ đưa đi. Đi bằng đi biển. Lúc trước là mẹ quá cho sẽ đi ở bên Thái rồi á mọi người, đi với anh chị em, giúp anh chị em tán túi là đi chơi thì nó chơi rồi hai mẹ con ta đi biển rồi, là bố là lần đầu tiên của bố sang bên Thái mọi người. Ok, thì clip của Châu hôm nay đó là em chép đưa mẹ chồng và em trai đi làm hộ chiếu. Ok, xin được kết thúc ở đây nhé mọi người. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ Châu và chép nhá. Em chép đã xin cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của hai vợ chồng em, đã xem em, comment cho hai vợ chồng em. Em chép đã cảm ơn nhiều lắm nhé mọi người. Ok, khó khăn mát ha. Bye. Mọi người ơi, bây giờ ai chỗ đang cắt cái quả mít nhá mọi người, từ từ chưa cắt nha. Là cái này là quả mít quả bố trồng trồng nhá mọi người. Là hắn ở trong cái bếp ở sau nhà ta làm cái bếp, là có cái đồ không dùng nhá mọi người. Là bố chưa cắt, không cắt na, cho hắn có quả là ta cắt hôm nay. Hắn chín rồi nhá mọi người, là có cái thơm thơm á, là mẹ là mẹ bảo cái thơm, cái này thơm quá, là chín. Tiếng Thái gọi là gì em chứ? Khanún. Tiếng Thái gọi là khanún. Vâng, khanún. Giới thiệu với cả nhà nhá, đây là clip ngoài lề nhưng mà cho vào chung với lại đi làm visa luôn, đi làm hộ chiếu của mấy mẹ con luôn, là đây là cái cây mic huyền thoại của bố mình nha các bạn. Cây mic mọc trong nhà nha các bạn. Đáng thương quá, mọi nhìn mọi người xem này. Đấy, đây là cái mic, mà cái quả mic này phải hơn một yến nhé các bạn. Nó to, bây giờ bắt đầu chín rồi, thơm rồi các bạn. Nặc quá nhá mọi người. Thơm lắm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thu hoạch cái quả mít này xuống để mấy mẹ con mình đánh chén nha các bạn. Nhưng mà mẹ mình đang tiếc, mẹ mình đang bảo là để bán. Để bán. Này quả to quá. Con đây. Này, con đỡ bố này, hai bố con mình thu hoạch quả mít. Thu hoạch quả mít để bán đó. Yên nhá. Hồi yên nhá. Tí hắn xuống đó, hắn nặc lắm nhá con. Lấy con dao nhỏ nhá. Trời, nặc. Con đi cho con. Mũ này, mũ cho người con thế. Mũ của tay em thế, đó. Đó. Đi con. Ôi, cái này ngon quá. Nhìn ngon quá. Bây giờ chúng ta sẽ đem ra ngoài và bổ ra ăn nhé cả nhà. Ha. Ăn mít thôi, chín rồi. Ai có đem một tô cơm xem bao nhiêu cân á? À. Ta có cơm ở trong nhà. Bố của con chặt giỏi thế. Bây giờ chúng ta sẽ thử cân xem là cái quả mít này của mình bao nhiêu kg nha các bạn. Mít kg. Ồ. Wow. 12 cân. Bao nhiêu 12 cân nè. 12 cân. Một quả. To quá. Quả này mẹ bán bao nhiêu mẹ? Con này 200.000. 200.000 này. Thôi để cho con ăn nhé. Con mua. Đó. Mua. Con này đắt quá. Đó. Chúng ta sẽ cắt làm quả thịt. Mít, làm thịt mít. Làm thịt quả mít này.
Đàn thịt có mít con ạ. Đàn thịt có mít. Dưa ăn đít, mít ăn đầu. Ăn đầu là chín. To quá. Ăn đầu là chưa chín. Sao ai không cắt cái này? Đó. Ừ. À bên Thái ta cắt ra. Đúng rồi. Tại ông Thái ta cắt cái này. À thế là cắt thích cắt kiểu này hả? Mà lại hư mất. Mình ăn không hết. Mình lấy một miếng đi thôi vì mình ăn không hết. Có chín chưa cũng biết chín là. Chín rồi, thơm lắm rồi. Có chín chín ngọt ngọt đó. Ủa. Cái này là đêm rồi. Ta ăn đồ ngọt tiết béo quá. Ôi trời ơi. Đẹp quá. Ôi mọi người, cái này là mũi đẹp quá nha. To quá. Nhìn quá hấp dẫn, em chép ạ. Thấy không? To quá. Hấp dẫn chưa? Tí này lấy cái bát nha. Lấy bát cho ông nổi ăn. Sống cái này không? Ờ, cái này vẫn chưa mềm, ông chưa ăn được đâu. Ông thích ông... ăn mềm mềm, cái này đang ít ít, non non, không phải non là cứng cứng á. Ừ, nhưng mà lại thích ăn kiểu này. Em cũng thích ăn kiểu này, là ngon. À, thích ăn kiểu này đúng không? Này, chấp. Này, ơi, nhìn ngon quá, mít Thái Lan đó mình người. Búi to nha, siêu ngon luôn. Quá, em chạy, chạy đi chạy lại. À, mời cả nhà ăn chung nha. Dạ, mời cả nhà ăn mít chung. Ngọt. Cho em chép ăn thử. Ăn chép. Dạ, anh cảm ơn mời mọi người nha. Ngon chưa? Ngọt nha. Ừ. Ngọt nữa. Em muốn làm cho mẹ ăn. Ngon. Quá. Mít nhà Châu cả nhà. Cái mít thần thoại mọc ở trong nhà. Ở bên trước nhà ta cũng có mà. Nhà ta trồng mít nhiều quá. Nhà ta thích ăn mít. Ok cả nhà ơi, thì cái đoạn clip mà cho với em chép thu hoạch cái quả mít siêu hấp dẫn của bố mình trồng ở trong nhà các bạn đã, nên là mình ghép thêm vào cho mọi người xem nhá. Ok thì nếu bạn nào muốn ăn mít thì hãy vào nhà mình nhá, mình sẽ mời các bạn ăn mít chung với lại cho chép. Ok, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye 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 nha.